Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về một con ransomware mà mình mới tự viết. Thì ransomware là một dạng malware mà có tính năng là mã hóa các cái file dữ liệu cá nhân của nạn nhân, nhằm từ đó nạn nhân muốn khôi phục lại dữ liệu của mình thì phải trả một khoản cái tiền chuộc cho người tấn công. Thì ở đây mình có tạo sẵn ở trên desktop số file, một file RAR và file TXT, gõ nội dung TXT luôn. Rồi ngoài ra trong thư mục download mình có một cái file hình mình vẽ bằng mèo. Thì bây giờ mình sẽ demo con malware. Đối với một người sử dụng bình thường á, nếu như mà họ nhận được một cái đường link từ một người mà tin tưởng gửi cho kèm theo những cái lời nói thuyết phục thì họ sẽ không ngần ngại mà tải về. Ví dụ đây mình tải một con ransomware.se. Thì khi mà chạy lên run, đó, nếu như mà máy của họ mà tắt kiểu qua CD á, thì đó là một việc rất là nguy hiểm. Tại vì các bạn thấy là nó sẽ chạy với quyền administrator mà không cần hỏi, không cần hiện các bạn thông báo yes no lên. Rồi sau khi con malware chạy xong thì mình cũng làm luôn là hệ điều hành sẽ tự động restart. Các bạn đợi một xíu để Windows nó boot lên nhé. Okay. Đã khởi động xong. Thì như các bạn thấy là trên màn hình hiện tại á, những cái file mà TXT hay file RAR nó đều được đổi đuôi thành .tqv hết rồi. Là những file đã được mã hóa. Và cái file TXT nãy á, đây file TXT nãy á, mình có dùng notepad để gõ các số 123 á, thì bây giờ mình sẽ mở lại nhé. Đó, toàn bộ dữ liệu đều được mã hóa. Kèm theo đó là một cái file key. Thì file key này để mà nạn nhân có thể gửi cho cái tấn công, từ đó họ sẽ gửi về nạn nhân một cái key để mà giải mã những cái file. Ở đây mình cũng làm luôn là cái file readme để hướng dẫn cái cách mà nạn nhân có thể nộp tiền và lấy được cái key giải mã đó. Thì trong thư mục download á, nó cũng sẽ có luôn những cái file readme thế này và đồng hành mã hóa luôn. Thì nếu như máy của nạn nhân mà có các ổ đĩa khác như DEF á, thì nó sẽ mã hóa toàn bộ những ổ đĩa đó. Và bạn cũng thấy là file ransomware nó cũng đã tự xóa đi. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái tool có tên là STK Imager để mà capture lại ổ cứng cũng như là RAM của cái máy ảo này để mà đem đi cho cái đội phân tích để phân tích xem công ransomware nó cũng thế nào và liệu có thể giải mã được dữ liệu hay không. Mình sẽ tiến hành cài đặt STK Imager. Rồi các bạn đợi một chút để mình xem máy ảo này cấu hình thế nào. RAM 2GB, ổ cứng 20GB. Rồi đây là giao diện của phần mềm STK. Thì mình sẽ tạo một cái evidence này. Mình sẽ tạo ổ C đi. Đây chứ, create this image chứ, sorry mình nhầm. Mình sẽ tạo C, tại máy này hiện tại chỉ có một C thôi. Rồi mình sẽ lấy dạng raw đi đi luôn cho nó đơn giản. Thì cái case number là case 1, evidence là 1, description là system partition, case examiner là mình thu phí.
đường dẫn trỏ tới. Ý, mình quên. Ổ xe 20 ghi thì mình phải tạo ra một ổ đĩa mới có dung lượng lớn hoặc bằng 20. Thì mình phải add vào đây một cái ổ đĩa. Ví dụ mình tạo một cái ổ 30 ghi đi. Ok. Ok. Rồi mình sẽ phân hoạch cho nó. Beta luôn. Tạo một cái volume mới 30 GB ổ ENTFS. Rồi, đã tạo xong. Bây giờ mình sẽ lưu cái file bằng chứng này vào cái ổ E đó. File name là System Partition Finish Start. Rồi, và chúng ta chỉ việc ngồi đợi thôi. Ngoài cái việc mà capture nguyên cái phân vùng bất kỳ á, thì cái phần mềm FTK Imager này cũng hỗ trợ chúng ta là capture lại cái memory luôn. Thì ở đây mình sẽ trong lúc mà nó khép cái ổ cứng, mình sẽ khép luôn cái memory. Thì memory này mình cũng lưu vào câu E luôn. Mình tên nó đặt gửi sẵn là memdump rồi. Và cái file capture memory này nó cũng sẽ kép luôn cái base file. Rồi mình sẽ kép cái memory. Thì cái RAM máy ảo này mình đặt 2GB nên là capture khá là lẹ. Cho cái ổ cứng 20GB thì chắc là lâu đây. Do ổ đĩa của mình là HDD chứ không phải SSD. Rồi vậy thôi. Thì cái phần này là cái phần bằng chứng. Mình sẽ tạm thời mình pause lại cái clip này, và một hồi nữa mình sẽ tiếp tục clip với một cái phần, đó chính là phần giải mã. Rồi, RAM đã đâm xong, mình sẽ pause lại nhé. Rồi, như vậy thì cái file bằng chứng này mình đã tạo xong. Ok. OE. Mình sẽ gửi những cái file này cho cái nhóm phân tích để tiến hành điều tra. Rồi bây giờ tiếp theo là cái phần giải mã. Vậy thì mã thế này rồi thì giải mã thế nào? Thì ở đây mình có một cái đường dẫn. Thì cái đường dẫn này có thể là một cổng thanh toán hay là cái gì đó. Mới đầu khi vô là nó sẽ cho mình up cái key lên đó. Rồi sau khi mà đây, sau khi mà up cái key lên á, thì nó sẽ check xem là cái key này đã được trả tiền hay chưa. Nếu như chưa trả tiền thì nó sẽ dẫn tới trang thanh toán. Thì ở đây mình không có làm trang thanh toán đó. Điều đó mình sẽ giả sử như là đó, giả sử là đã thanh toán thành công, thì nó sẽ gửi về cái key cho các bạn. Đây, đây là cái key để giải mã. Đồng thời nó kèm cái link để tải về cái phần mềm giải mã của mình. Đó. Mình sẽ chạy nó lên. Cái clip đó. Rồi. Như vậy là đã giải mã xong. Thì các bạn đã thấy là những cái file cũ đã trở lại. Đó. File ra và đọc bình thường, không bị damage, cũng như là file TXT hiển thị đủ nội dung 123123. Và vào thư mục download thì file hình ảnh vẫn xem được cách rất là bình thường. Thì các bạn có thể thấy là ở những thư mục trong á, mình sẽ xóa đi file readme, nhưng mà desktop mình vẫn để file readme và file key, mục đích là trường hợp nếu như dạng mã sai thì file .tqp vẫn tồn tại và cái file thật sẽ không được tạo ra. Do đó nạn nhân hoàn toàn có thể mở file readme lên để mà truy cập đường dẫn up lại file. Thì hồi nãy mình có nói cái vụ mà up cái key mà chưa được thanh toán nó sẽ dẫn cho thanh toán á. Vậy vậy dòng mình cho thanh toán đi. Rồi, trường hợp nếu như người ta quên mất cái key, quên mất cái mật khẩu để decrypt thì sao? Thì người ta có quyền up ngược lại cái file key nãy lên. Đây, up lên. Và bây giờ bạn thấy không hề có dòng thanh toán, tức là cái trang web này sẽ nhận diện được là nếu cái key đã được thanh toán thì lập tức sẽ đưa cái key luôn cho người sử dụng.
cái con ransomware mình viết thì một trong một thời gian ngắn chỉ khoảng 2 3 ngày thì cho nên là tính năng nó cũng không có được bao nhiêu. Rồi dù sao mình thấy hoạt động cũng khá là ok. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.